Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về cách kiểm tra ga điều hòa. Trước khi tiến hành kiểm tra, chúng ta chuẩn bị dụng cụ như sau: đồng hồ kẹp dòng, mỏ led, tua vít và đồng hồ đo áp suất ga. Trước khi kiểm tra, chúng ta bật máy cho máy chạy ổn định, sau đó mở nắp bảo vệ ở cục nóng. Khi máy chạy ổn định, chúng ta tiến hành kẹp dòng. Tùy thuộc vào từng loại máy, công suất khác nhau mà có dòng tương ứng khác nhau. Ở đây, điều hòa LG công suất lạnh là 12.000 BTU, có dòng điện là 6,2 A, nhưng tôi đo được là gần 5 A. Tiếp theo, chúng ta dùng đồng hồ đo ga để đo áp suất ga khi máy chạy. Trước khi kiểm tra bằng đồng hồ ga, chúng ta kiểm tra hai van khóa ngoài xem đã khóa chặt hay chưa. Chúng ta dùng mỏ led tháo nắp ở giác co cục nóng ra. Sau đó chúng ta dùng van xanh kết nối với giác co ở cục nóng. Đồng hồ đo áp suất chỉ thị gần 60 PSI, chúng ta có thể kết luận máy bị thiếu ga dẫn đến dàn lạnh không mát sâu, chúng ta phải nạp thêm ga. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn cách kiểm tra ga điều hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.